Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ sâu ruột cho các bác xem là cái nội thất của cái loa súp Capatin. Thì con này là về nó bị khô keo rồi nhá. Gần này khô keo rồi. Hai con này thì nó khô cứng đơ rồi. Đấy, con này thì vẫn còn dính tí. Đấy. Còn trước này tí, cái này tí em sẽ quét thêm vào. Còn hai chiếc này thì khô cứng đơ rồi. Cứng đơ. Thế nên em vừa đệm thêm một tí keo vào. Nhìn trông nó hơi nhăm nhở tí, các bác thông cảm. Do đồ nó không được chuyên nghiệp lắm. Đây nhá, thùng đây. Siêu to khổng lồ. Sắp tới mẫu này sẽ copy và ra thị trường là sẽ có mẫu giống gần hệt như này. Đấy. Vỏ này thì nhiều các bác hỏi là có mua vỏ có bán vỏ không rồi. Em nói luôn là vỏ này em giống mới em bán cho bác chứ tội gì đúng không? Đây, sơn cũ của nhà máy đây. Thì là đã được sơn thêm một lớp nhũ nữa rồi. Đây là sơn gốc này. Màu nguyên bản đấy nhá, là nhũ đồng. Về là mấy đại ca bên Trung Quốc là đã chơi theo kiểu bả này, nhìn trông nhem nhở quá. Cái này tính là phải trà đi và sơn lại. Đấy. Trà đi và sơn lại thì nó cũng được khá khá thôi, nó sẽ được tạm bỡ như thế này. Đấy. Thì thỏa vẫn còn nốt này. Cái này tí nữa em sẽ chít bả vào, sau đó là đánh đi sơn thêm một lần nữa. Đấy. Đây là sơn lần 1 đấy nhá. Đó. Bát đây, hôm nay là sẽ sâu cho các bác xem nội thất ruột gan. Bát 50 từ 22 côn trăm, khung xương bát là của BC. Con này hai cái là bát màng nhện của nó đục lỗ này, bốn lỗ bốn góc, được chưa? Con nào cũng có thế hết. Nhiều con thì nó có thêm cái keo nó bám vào đây nữa, chắc kiểu đời trước đời sau hay sao ấy, nó pha thêm keo vào đây. Gần như nó con nào cũng có. Có cái chiếc này thì gần như là đời sau cùng hay sao ấy, không thấy keo. Đây, tất cả đều keo kiếc hết. Bát 50 từ 22 côn trăm. Con này khá là đắt, đấy em đấy rất là đắt. Nên là phải bán, cũng báo cáo các bác là rất là đắt luôn. Riêng cái tiền chi phí vận chuyển là một đôi này đã mất 1 triệu. Từ cửa khẩu biên giới về đến đây nó mất 1 triệu rồi. Xong là bán cho các bác, bây giờ bao ship cho các bác nữa thì hơi nhiều tiền. Ship quả này, nếu như một chiếc này ship mà toàn quốc nhé, từ Bắc vào trong Nam 1 triệu một quả. Đó, em nói trước đấy. Đấy. Đây là bát của nó đây. Đó. Khung xương thép từ đấy. BC. Đây là thùng nguyên bản đấy nhé, em chưa sơn lại, chưa có làm gì hết. Thì nữa thùng này em sẽ xử lý qua các cái vết nó kiểu chảy xước này này. Sẽ đánh giấy ráp xong bắt đầu nhét bả vào. Dùng bột bả nhét vào. Cái này thì tí nữa xử lý lại. Nó hơi có lỗi một tí. Cái này đơn giản thôi. Đấy. Đây là sơn lần 1 nhá. Sơn là ngoài điểm bầu. Lần 2 nữa. Này là các bác yên tâm. Thùng khá là to. Thùng con này khối lượng rất là lớn. Đấy. Đây các cái này như là cái keo nến này. Là nó sẽ dính ở cái chỗ góc kia kìa. Nó có cái chỗ để luồn dây vào trong khoang nó bát. Em vừa cậy ra. Cậy mãi mới ra được. Xúc kép hầm 50. Đấy, mặt trước nó đây. Còn đây là cái tấm hậu của nó. Gỗ dán chống nước nhé. Gỗ này không sợ nước đâu. Đấy, quay review nhanh cho các bác. Các bác nào quan tâm thì gọi cho em. Giá thì em đã báo rồi nhé. 16.200.000 là giá tại cửa hàng. Và gửi đi cho các bác là 18 triệu. Bao ship toàn quốc cho các bác. Cái này em lấy về, nói thật với các bác là lấy về giá nó rất là cao rồi. Nên là không mặc cả xuống được. Cái này em nói luôn nhá, hàng về sơn si lại các cái như gọi là lãi được triệu của các bác, khổ lắm, không sướng đâu. Đấy, thế mà cái nô này ví dụ nó nằm thẩu si tầm vài tháng này, nổ nổ đấy. Thùng khá là cao cấp nhá. Thùng nói chung là các cái vết xước như này thì điều không thể tránh khỏi. Các cái vết này thì em chủ yếu là em bả qua thôi, bả qua hoặc là sơn lại thôi, chứ còn nếu mà làm đẹp long lanh cho các bác thì cái mức giá đó thì vẫn không đủ tiền công nào. Nói đúng với các bác là thế. Cái này em mang xuống dưới xưởng của cái ông chủ xưởng làm thùng loa.
nhờ ông Sơn bà lại tất tần tật, ông đòi 2 triệu rưỡi các bác ạ, 2 triệu rưỡi đôi này vừa mang xuống cho ông mẫu nha. Đấy, xong là mang xuống là ông Sơn này, bà này, tức là tất tần tật có mỗi cái việc Sơn với bà lại mà lấy tận 2 triệu rưỡi thì các bác bảo là thế bây giờ làm gì cho lại được đấy, mà trong khi đó là các cái này em có thể tự làm được. Ví dụ như thùng vỡ mẻ góc giếc này em có thể tự làm được, keo 502 bột bả vào, xong bắt đầu là trà đi, sơn nót, sơn màu. Đấy. Thùng này nó có sần rồi, em chỉ bắn thêm màu thôi, nó đang màu nhũ này, bắn sang màu đen. Màu nhũ này mua ở trên thị trường gần như không có, còn các bác mà vẫn không thích màu đen thì em lại bắn lại màu nhũ cho các bác. Đấy. Chuyện bình thường thôi, mua sơn nhũ để bắn cho các bác. Các bác thích nhũ đồng thì này, nhũ gì thì tùy. Còn đây cái sơn này gọi là sơn nót phủ nền thôi. Đấy. Ví dụ các bác bảo chú sơn cho anh màu vàng được, cọc trước 5 triệu. Đấy. Thì em sơn, sơn xong mà các bác không đấy thì bây giờ làm thế nào. Đấy. Nó kiểu kiểu đấy. Đây nhá. Đó. Nội thất của Noa đây. Ok thì, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhá. Thì bây giờ em sẽ làm nốt cái chiếc này, sau đó xong cái là bắt đầu là ngày mai hoặc ngày kia em sẽ bê ra cái góc ngoài này đánh thử gần hết công suất để các bác cùng nghe xem là cái chất lượng âm thanh của cái cặp xúc này nó đánh ngoài trời nó như nào các bác nhé. Thì video giới thiệu đến đây nó cũng thế thôi. Đấy. Giới thiệu thôi, giới thiệu chi tiết. Clip lần sau em sẽ test thử, chứ bây giờ là làm một video cả quay giới thiệu cả test thử nó hơi dài tí mà nhiều việc cần xử lý đây trong này. Cái đống này nó quay rất là lâu rồi, cái đống PS10 quay rất là lâu rồi mà hôm nay vẫn chưa xong được, nhiều việc nó chồng chéo nên không làm gì được, nên là tranh thủ được cái nào thì được thôi các bác ạ, thời gian nó nhiều việc. Ok các bác nhé, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.